hôm rồi chúng tôi giảng còn một phần nữa mới hết cái phần ma sự. Bây giờ tiếp tục. Đây là cái bài kệ trong kinh Dục Ma Quân thứ nhất, Ưu Sầu Đội thứ hai, Đói Khát Quân thứ ba, Mến Yêu là thứ tư, Ngu Mê Quân thứ năm, Kinh Sợ Đội thứ sáu, Nghi Hối Quân thứ bảy, Giận Hờn là thứ tám, Mê Danh Lợi thứ chín, Ngã Mạn là thứ mười. Như thế những thứ quân dìm đắm người xuất gia, ta lấy sức thiền trí phá dẹp các quân ma, được thành Phật đạo rồi độ thoát tất cả người. Đây là một bài kệ dài kể mười thứ quân ma. Tôi nhắc lại từng thứ một để tất cả quý vị kiểm lại coi mình có con ma nào trong đó không. Dục Ma Quân thứ nhất, đó, tức là tham dục là con ma thứ nhất. Quý vị có con ma đó không? Có. Rồi, Ưu Sầu Đội thứ hai, lo buồn đó, là đội ma thứ hai. Quý vị có không? Như vậy thì mình chứa ma đủ hết rồi đó. Đói Khát Quân thứ ba, tức là sợ đói, sợ thiếu đó, là đội quân ma thứ ba. Quý vị có không? Sao mà cái nào cũng có hết vậy? Mến Yêu là thứ tư. Mến Yêu là đội thứ tư. Quý vị có không? Rồi, quý vị không nhịn thua hả? Ngu Mê Quân thứ năm, quý vị có không? Thôi, như vậy thì Kinh Sợ Đội thứ sáu, Kinh Sợ quý vị có không? Vậy thì đủ hết rồi. Nghi Hối Quân thứ bảy, Nghi Hối có không? Thôi, Giận Hờn là thứ tám, có không? Mê Danh Lợi thứ chín, có không? Ngã Mạn là đội thứ mười, có không? Như vậy thì quý vị tu cứ sợ ma nó phá, mà trong bụng mình ma đủ hết trơn, phải không? Thứ nào cũng có sẵn ở trong thì còn sợ cái ngoài phá cái gì. Cho nên những người khéo tu, người ta liền sắp đặt cho mình làm sao những cái loại ma ở trong mình nó giảm, nó bớt đi, thì ma bên ngoài nó không có phá được. Còn nếu ma trong mình mà nó có đủ như vậy thì ma ở ngoài nó dễ phá lắm. Cho nên cái người tu thiền là cái người phải quán chiếu, xem xét lại nội tâm của mình. Nếu có những cái thứ ác ma nó còn đang ẩn náu ở trong thì phải tìm đủ cách để mà đuổi dẹp nó. Nếu không đuổi dẹp những thứ ác ma này thì ở ngoài nó dễ nhập, nó dễ tiến tới. Cho nên nói rằng muốn cho ở ngoài đừng tới thì ở trong phải không có, phải trong sạch. Còn nếu trong mà không trong sạch thì ở ngoài thế nào nó cũng lấn vô, khó mà tránh được. Vì vậy cái người tu sớm thấy được mình để gìn giữ sửa, tu sửa cho nó được trong sạch thì tất cả cái ngoại ma không làm gì phá hại mình được. Đó là kể mười thứ ma. Đây mới nói rằng như thế những thứ quân dìm đắm người xuất gia đó, những cái loại quân ma này nó làm cho người ta chìm đắm, không có cách đầu lên nổi,
không có thoát ra khỏi cái biển khổ. Đó là các loại ma trên mười thứ đó. Ta lấy sức thiền trí phá dẹp các quân ma. Bây giờ muốn dẹp quân ma thì ta phải lấy cái sức tu thiền, cái sức trí tuệ mà phá dẹp nó. Nếu không tu thiền, không trí tuệ thì không làm sao mà dẹp được quân ma. Được thành Phật đạo rồi, độ thoát tất cả người, chúng ta ráng tu cho đến thành Phật, rồi tất cả loài ma chúng ta sẽ độ nó hết. Còn nếu mà mình chưa thành Phật mà muốn độ nó thì độ không được. Vì vậy người tu phải nguyện lớn, khi mình thành Phật rồi độ tất cả, dù kẻ ân người quán mình cũng độ hết, cho tất cả cùng đạt đạo, chứ không có giới hạn, không có chỉ nói có ân có nghĩa thì mình độ, không ân không nghĩa thì mình bỏ. Không phải vậy, mà kể cả quân ma mình cũng phải độ hết. Hành giả đã biết việc ma cần phải đuổi nó. Phương pháp đuổi có hai. Đây, hai phương pháp đuổi ma. Một, tu chỉ đuổi. Phàm thấy tất cả cảnh ma bên ngoài đều biết là hư dối, không lo, không sợ, cũng không thủ, không xả, hay vọng chấp, phân biệt, dứt tam lặng yên thì ma tự tiêu diệt. Đó, nếu mà có ma ở ngoài thì mình phải tu chỉ để mà phá dẹp nó. Người tu chỉ nghĩa là làm sao? Tức là định tâm, không có nghĩ, không có tưởng, không có lo, sợ, thì quân ma nó tự lùi. Đó là tu chỉ. Hai là tu quán để đuổi. Tu quán, nếu thấy các cảnh ma như trước đã nói, dùng chỉ đuổi không đi, phải phản quán tâm năng kiến, không thấy chỗ, không thấy chỗ nơi thì bọn ma kia chỗ nào não, ở chỗ nào mà não loạn. Đó, đây là nói rõ khi chúng ta muốn dẹp ma đó, thì không cần phải quán nó, mà quán lại cái tâm năng kiến của mình, tức là cái tâm mà thấy ma, biết ma đó, coi nó ở đâu. Nếu mà tìm đáo để không thấy chỗ nơi của nó thì tâm đã không thấy, thì ma ở ngoài nó cũng không có, không hiện được. Đó là cái pháp quán. Khi biết quán, khi quán như thế, ma liền diệt hết. Nếu nó trì quán không đi, cần phải chánh tâm, chớ sanh tưởng kinh sợ, không tiếp thân mạng, chánh niệm không động, biết trên bản tánh chân như ma giới, tức là Phật giới. Nếu ma giới là Phật giới thì chỉ có một không hai. Rõ biết như vậy thì ma giới không xả, Phật giới không thủ, Phật pháp tự sẽ hiện tiền, ma cảnh tự nhiên tiêu diệt. Đó, ở đây bảo nếu chúng ta khi mình tu quán mà đuổi ma không được thì bây giờ phải dùng cái quán Phật giới, ma giới không hai. Nghĩa là sao? Tức là cảnh giới Phật, cảnh giới ma, cả hai đều không thiệt hết. Cảnh giới Phật không thiệt thì cảnh giới ma làm sao thiệt? Cảnh Phật, cảnh ma, cả hai đều tự tâm mình nó phát ra, chứ không có ở đâu. Cho nên không có thủ, không có xả, không có thủ cảnh giới Phật, không có xả cảnh giới ma. Như vậy thì Phật pháp liền hiện tiền, ma cảnh tự nhiên tiêu diệt. Đó là cái lối dạy mình quán cho rõ để tiêu diệt cái bọn ma. Lại nữa, nếu thấy ma cảnh không tiêu, chẳng cần phải lo.
Nếu thấy tiêu diệt cũng chớ sanh mừng. Đó, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Quý vị khi thấy ma tới nó phá, mình liền biết nó hư giả không thiệt. Khi đó nó tiêu thì đừng có mừng. Còn giả sử nó không có mất, mình cũng đừng có sợ. Vì sao? Vì chưa từng thấy có người ngồi thiền thấy ma quá làm cọp, sói đến ăn thịt. Cũng chưa từng thấy ma quá làm nam, nữ đến kết làm vợ chồng. Chính nó là huyễn quá. Đó, cái chỗ này dặn cho chúng ta nhớ thật kỹ. Có nhiều người thấy ma nó quá là cọp, là sói, là rắn rít vân vân, cái sợ nó lại nó cắn mình, nó ăn thịt mình. Nhưng mà có người nào ngồi thiền bị ma ăn thịt không? Quý vị nhìn kỹ coi, nhớ lại coi, có người nào nói người đó ngồi thiền bị ma ăn thịt, có không? Chưa có bao giờ. Vậy mà nghe nó ma cái sợ. Đó là cái chỗ tưởng tượng, nó thiếu thực tế. Cho nên chúng ta khéo tu thì phải có cái nhìn thực tế. Nó là huyễn quá, nó là bóng dáng không thiệt, mà có gì đâu mà mình sợ. Cho nên ma nó hiện, dù đuổi không đi cũng vẫn không sợ. Nhắm mắt định tâm thì tự nó mất à. Chứ còn sợ sệt thì đó là nguy hiểm. Cho tới tỷ dụ thấy ma nam ma nữ thì cũng chưa bao giờ ma tới và nó kết làm chồng vợ với mấy người tu thiền. Nó không có, phải không? Nó chỉ là gạt, là lừa thôi, chứ nó không có làm gì được mình. Mà nó không làm gì được mình thì mình sợ làm gì cho mất công, mất thì giờ. Hiểu như vậy là chúng ta biết tu không có trở ngại. Người ngu không rõ tâm sanh kinh sợ và khởi lòng tham đắm, nhân đó mà tâm loạn, mất thiền định và sanh cuồng, tự chuốc lấy họa. Họa hoạn đều tại mình không có trí tuệ mà thọ hại, không phải tại ma gây nên. Đó, cái này người ta cứ ngỡ rằng ma nó làm cho người đó đau, ma làm cho người đó sanh chứng này tật kia, nhưng sự thật không phải. Tại mình, ma nó không làm gì được mình, nhưng mà thấy nó thì mình quản lên, mình sợ. Từ cái quản sợ tâm nó rối loạn, mà tâm rối loạn sanh cuồng, điên. Rồi ta nói ma bắt làm cho người đó điên, phải không? Ma bắt hay là mình? Mình thấy sợ quá là phát điên chứ gì. Đó là cái yếu, do chúng ta ngu mê, không có nắm vững được cái tinh thần tu hành. Cho nên thấy những cái gì lạ, sợ, cái hoảng hốt lên. Từ cái hoảng hốt mà sanh bệnh. Cho nên cái người trí thấy cái gì tới cũng thản nhiên, không sợ, không lo. Biết rằng ma là cái bóng dán thôi, không làm gì hại mình được. Mà không hại mình được thì có gì sợ? Thì bóng này bóng nọ mặt nó hiện gì nó hiện, không sợ thì ma nó không hại chúng ta được. Nếu các ma cảnh làm não loạn người tu, hoặc trải qua nhiều tháng đến cả năm mà không đi, chỉ phải đoan tâm chánh niệm cho kiên cố, không tiếc thân mạng, chớ ôm lòng lo sợ. Phải tụng các kinh đại thừa, phương đẳng và thần chú trị ma, thầm tụng niệm và hằng nhớ tam bảo. Nếu khi xuất định cũng phải tụng chú để tự đề phòng, sám hối, hổ thẹn và tụng giới luật. Tà không can phạm được chánh, lâu lâu nó tự diệt. Ma sự rất nhiều, nói không hết, không thể hết, phải khéo mà biết nó. Đây thì dạy nhiều cách, hoặc là chúng ta tụng các kinh đại thừa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bát Nhã chẳng hạn, hoặc là ở đây có nói tụng thần chú nữa, hoặc là mình sám hối, hoặc là
phát cái tâm hổ thẹn, gìn giữ giới luật cho tinh nghiêm, thì ma từ từ nó sẽ đi, nó không có hại mình được. Thế nên người sơ tâm tu hành cần phải gần gũi thiện tri thức. Nếu có những việc nạn như vậy, ấy là ma nhập tâm người, hay khiến người tâm thành cuồng loạn, hoặc mừng hoặc lo, nhân đó thành bệnh đến chết. Hoặc khi ma cho được tà thiền định, trí tuệ thần thông, Đà La Ni thuyết pháp giáo hóa, người đều kính phục. Về sau phá hoại việc lành xuất thế của người và phá hoại chánh pháp. Những việc ma như thế có nhiều loại sai biệt không thể nói hết. Nay lược chỉ tùy những cái điều cần yếu để cho người tu trong lúc tọa thiền không lầm nhận các cái cảnh giới ma. Như vậy thì đây ma nó có nhiều thứ, nhưng mà cái trọng tâm thì chúng ta phải nhớ rằng ma nó không làm hại được người, mà chỉ vì người sợ nó hoảng hốt mà sanh bệnh cuồng loạn vân vân. Vì vậy mà phải luôn luôn hiểu biết nó cho rõ. Còn có một trường hợp khác, trường hợp này là hơi đặc biệt. Hoặc khi ma cho được tà thiền định, trí tuệ, thần thông, có những người tu họ rất là tha thiết tu hành, nhưng vì họ không có hiểu đạo lý có căn bản, cho nên khi họ tu thì họ được những cái định tà. Cái định tà tức là cái định nó không có hợp với chánh pháp, mà nó hợp với cái tâm tà vải bên ngoài. Rồi họ có trí tuệ, họ có thần thông, rồi họ thuyết pháp rất hay, người ta kính phục. Nhưng mà một thời gian rồi cái họ phá giới, họ phạm tội, thế rồi nó mất hết. Rồi đó, cái này quý vị có thể nghe nhiều nơi có xảy ra như vậy. Đó là những cái tà thiền do cái người không khéo học, khéo hiểu mà bị sai lầm. Đây, tóm lại, nói tóm lại, nếu muốn dẹp tà về chánh, phải quán thật tướng của các pháp, khéo tu chỉ quán thì không có cái tà nào mà không dẹp được. Cho nên trong kinh luận chép, trừ thật tướng của các pháp, kỳ dư tất cả là ma sự. Như bài kệ chép, nếu phân biệt nhớ tưởng, tức là lưới của ma, không động không phân biệt, ấy tức là pháp ấn. Mấy cái chỗ này tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị thấy rộng hơn. Chúng ta tu đa số đều có cái tâm lo sợ. Sợ mình ngồi yên một mình trong đêm khuya, rồi ma nó tới nó phá, rồi lúc đó không biết làm sao trị. Cho nên nhiều người cũng trước khi tu thiền cũng hay học bùa, học chú, để nó tới cho mình vẽ bùa, mình thổi nó bay. Cứ nghĩ như vậy là hay. Nhưng mà thực cái đó nó không phải là cái hay. Cái hay ở đây là dạy rằng muốn trừ ma thì phải quán thật tướng của các pháp, kỳ dư tất cả là ma sự. Phải quán thật tướng các pháp. Thật tướng là cái gì quý vị biết không? Thường thường nói rằng các pháp là do nhân duyên sinh, phải không? Mà nhân duyên sinh thì nó có cái tự tánh hay không? Nó không có tự tánh. Tự tánh tức là nó không có cái thực thể. Các pháp do nhân duyên sinh, nhân duyên sinh cho nên không có thực thể. Mà không có thực thể thì nó là hư dối, không có thật. Bởi vậy cho nên khi ma nó hiện, bất cứ cái gì mình đều biết đó là không có thực thể, chỉ là duyên hợp hư dối. Hư dối
Thì cái gì biết nó là dối thì nên sợ, không nên sợ. Đồ dối có sợ gì? Thí dụ như bây giờ có những người họ múa lân hoặc họ múa rồng gì đó, mình đứng xa mình biết đó là con rồng giả, con lân giả, thì mình có sợ rồng, có sợ lân gì không? Nó là giả thì không có sợ, còn sợ là tưởng nó thiệt. Vì vậy mà chúng ta quán các pháp thật tướng, tức là không có cái thể thật, các pháp không có thể thật, do duyên hợp nó hư ảo. Đã là hư ảo thì có cái gì mà phải sợ? Đó, cái đó quán được như vậy rồi không sợ, đó là chánh pháp. Còn dùng bùa chú này kia đó là đều là tà hết, nó không phải thật. Ở đây tôi dẫn quý vị nghe, hồi Đức Phật ngài tu với cội Bồ Đề, ngài có bị ma phá không? Ma phá ngài là ma thứ dữ, gọi là ma vương á, chứ không phải ma dân. Ma vương nó phá ngài, mà nó phá ngài rồi ngài dùng cái gì trị nó? Dùng bùa chú hay là gì? Chỗ đó là cái chỗ mà quý vị phải nhớ. Khi nó hiện những người mỹ nữ kiều diễm tới, nó dụ dỗ ngài, thì lúc đó ngài dùng cái gì trị nó? Thì ngài nói: đại gia hồi thúi đi, ta không có dùng. Mắng nó rằng đại gia hồi thúi đi, ta không có dùng, thì nó xấu hổ, nó đi, nó rút lui. Thì đó là cái gì? Là trí tuệ thấy đúng như thực để mà đuổi nó. Rồi khi mà nó hiện ra những người đầu trâu mặt ngựa, cầm gương cầm giáo dây quanh ngài, lúc đó ngài dùng cái gì trị? Quý vị không nhớ cái gốc. Như vậy lúc đó ngài cũng không có dùng bùa chú gì hết, mà ngài chỉ dùng cái thiền định. Ngài nhắm mắt thiền định, tâm không động, tâm không động, không động, cho nên không có lo, không có sợ. Rồi nói bao giây hồi cái nó xấu hổ nó đi. Như vậy cho nên Phật nói: ta dùng cây cung thiền định và mũi tên trí tuệ để dẹp phá ma quân. Cung thiền định tức là lấy thiền định mà trị ma, rồi lấy cái tên trí huệ để trị ma. Như vậy ngài chỉ dùng có hai thứ là định và huệ để mà trị ma, chứ không có dùng gì hết. Ma nó hiện thì biết nó là giả dối, hiện người nữ, người đẹp thì nói đó là đại gia hôi thối, không có quan trọng, đi, không có dùng. Cái thì nói xấu hổ, đó là dùng trí tuệ, mũi tên trí tuệ bắn nó đó. Còn nó bao dây hung hăng dữ tợn thì nhắm mắt thiền định, tâm bất động, một lát cái nó cũng xấu hổ nó đi. Đó là cái cung thiền định và mũi tên trí tuệ để trị ma. Còn mình bây giờ tại nhát quá, rồi muốn dùng bùa, dùng chú để trị cho nó chạy. Nhưng mà nếu mà bùa chú mình thua nó thì sao? Nếu bùa chú mình mà hay hơn nó thì nó chạy, còn nếu thua nó thì sao? Thì đó là mình chạy, phải không? Rồi bỏ cuộc chạy, la quán lên. Như vậy thì không có hay ho gì hết. Nó không phải là cái chánh, mà chánh là mình phải dùng thiền định, dùng trí tuệ trị ma. Tâm bất động ngồi yên thì không có ma nào nó phá được hết. Còn nếu mình khởi cái tâm lo sợ nó thì nó phá mình. Như vậy cho nên ở đây mới dạy: nếu phân biệt nhớ tưởng tức là lưới của ma. Người nào thấy ma vậy rồi mình phân biệt, mình nói con ma này dữ, con ma này sao sao đó, đó là mình rơi vào lưới của nó. Không động, không phân biệt, tâm không động, không phân biệt, ấy tức là pháp ấn. Đó, cái pháp ấn đuổi ma là chỗ đó đó.
Như vậy thì quý vị ngồi thiền thấy những cái cảnh lạ tới, quý vị nhớ định tâm, không nghĩ